Hello, my name is Thơ. Hôm nay cô sẽ giúp các bạn ôn tập lại Unit 1. Hello, Lesson 1. Let's get Khi các bạn muốn chào hỏi một người bạn mới hoặc chào hỏi thầy cô, chúng mình sẽ nói gì nhỉ? Yes, we say hello. Hai âm tiết giống nào? Hello. Hoặc chúng mình cũng có thể nói là Hi, hi. Để gọi cô giáo của mình, chúng mình có thể gọi cô là Miss, Miss, Miss. Tuy nhiên, các bạn lưu ý nhé, Miss ở đây chúng mình dùng để gọi những cô chưa chồng thôi. Ví dụ như ở trường mình có Miss Ngọc đúng nào? Các con có thể chào là Hello Miss Ngọc. Nhưng cô Thu hay là cô Thơ thì chúng mình nên gọi là Missy. Missy, we say hello Missy Thơ, hello Missy Thu, ok? Các con rất vui khi được gặp một người bạn mới thì chúng mình có thể nói với bạn ấy rằng Nice to meet you. Tay các bạn đâu rồi? Chúng mình đưa lên, tưởng tượng như chúng mình đang bắt tay một người bạn mới của mình và nói nhé. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice Ở đây các bạn nhìn thấy một bạn nữ đang chỉ vào chính mình và giới thiệu tên với các bạn đúng không Bạn ấy nói rằng I'm Lily. Vậy để giới thiệu tên của mình, chúng mình có thể nói bằng I'm. Tay của các bạn đâu rồi? Chúng mình giơ lên, chỉ vào chính mình và nói cho cô tên của mình nhé. I'm. Cô sẽ lấy ví dụ với tên của cô này. Hello, I'm Thơ. Hello, I'm Thơ. Tới lượt các bạn nào, hãy nói cho cô nghe tên của các con nhé. Yes. Cô bật mí cho các bạn nữa này. Ngoài cách nói là I'm, thì các bạn có thể nói I am. I am. Vậy ngoài cô có thể giới thiệu tên của mình là Ám Thơ hoặc cô cũng có thể nói là I am Thơ. I am Thơ. Bạn Lily cũng có thể giới thiệu tên của bạn ấy là Ám Lily và bạn ấy cũng có thể nói là I am Lily đúng không nào? Các bạn nhớ nhé, dùng để giới thiệu tên của mình thì chúng mình sử dụng mẫu câu am. Am Thơ, am An Phú, am Tiến Minh, ok. Hoặc chúng mình cũng có thể nói là I am. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đóng vai thành những nhân vật trong hai bức tranh này nhé. Nào, let's go. Picture 1. Hello, I'm Miss Hiền. Hello, Miss Hiền. I'm Nam. Picture 2. Hello, I'm Mai. Hello, Mai. I'm Quan. Vừa rồi, các bạn đóng vai rất tốt trong hai bức tranh vừa rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại tất cả những từ mà chúng mình đã học trong Unit 1, Lesson 1 nhé. Hello. Hi. Là cách chúng mình thường hay dùng để chào hỏi những người bạn mới hoặc thầy cô đúng không nào? Miss, Miss, nice to meet you, nice to meet you. Và dùng để giới thiệu tên của mình, chúng mình có thể chỉ. Các con đưa tay chỉ vào chính mình nào. Và nói như thế nào đây? We say, I am. Cô sẽ giới thiệu lại một lần nữa tên của mình, tên của cô cho các bạn cùng nghe nhé. Hello, I'm Thơ. Hoặc cô có thể nói là Hello, I am Thơ. Vậy thì ở nhà các con hãy giới thiệu, các bạn hãy tập giới thiệu tên của mình và buổi học sau chúng ta sẽ giới thiệu tên của mình cho cả lớp cùng nghe nhé các bạn nhé. Thank you everyone. Now it's time to say goodbye. Bye bye.